Đám cháy liên tục bùng lên với ngọn lửa hàng nghìn độ C. Những các chiến sĩ chúng ta vẫn đang dũng cảm, mưu trí và hết lòng hết dạ với nhiệm vụ của mình, dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng kịp thời. Những nạn nhân cuối cùng đang được các chiến sĩ cứu ra cứu hộ, hô hấp nhân tạo, thổi ngạt để có thể giúp cho các nạn nhân có thể hô hấp tuần hoàn trở lại. Và lúc này các chiến sĩ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình và tiếp tục di chuyển đến các vị trí tập kết. Một, với việc đám cháy liên tục bùng lên, các chiến sĩ nhanh chóng thay thế lực lượng phương tiện để có thể đưa những người dân được đảm bảo tính mạng và sức khỏe một cách tốt nhất. Và lúc này sẽ thấy chúng ta đã có mặt tại hiện trường và các chiến sĩ của chúng ta sẽ xuống xe với tinh thần máu lửa và đầy quyết tâm tiêu diệt giặc lửa, đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho người sinh sống trong tòa chung cư. Và các chiến sĩ chúng ta đã có mặt, đồng chí tiểu đội trưởng với lá cờ trên tay đang chỉ huy lực lượng phương tiện của mình triển khai đội hình 25B nhanh chóng triển khai phương tiện gồm lông vòi và sẵn sàng lấy nước từ trung nước tấp vào trung cư, triển khai đội hình chấn áp dập tắt đám cháy. Và các chiến sĩ tham gia với tinh thần vô cùng nhanh nhẹn quả cảm. Và lúc này những người dân ở trong tòa trung cư cũng đang được các chiến sĩ hỗ trợ để di chuyển bằng bộ dây an toàn. Đây là những kỹ thuật hết sức cơ bản, nhưng nếu như không có sự tập luyện và rèn rũa trong một khoảng thời gian thì chắc chắn sẽ không thể chiến thắng được nỗi sợ độ cao. Và có thể thấy những chiến sĩ chúng ta rất dũng cảm vì chính họ cũng là những người đã thực hiện những phần học tập này rất bài bản. Và khi mà sau khi các chiến sĩ của chúng ta đã động viên cho các nạn nhân thoát nạn xuống bên dưới thì bây giờ sức khỏe của họ cũng đã giảm sút phần nào, nhưng tuy nhiên ý chí của họ thì sẽ vẫn quyết tâm để có thể tự cứu bản thân mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Và thêm một chiến sĩ nhỏ tuổi nữa với những kỹ thuật rất cơ bản đang tự hỗ trợ bản thân mình để có thể thoát nạn xuống khu vực an toàn. Lúc này sau khi tổng lực tấn công thì các chiến sĩ cứu hỏa chúng ta đã dập tắt thành Thank you.